Chào tất cả anh em nha, mình là thiết bị VNC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ sản phẩm, đó là đây, cái bộ dụng cụ ra vào móng xúc bắp nha anh em. Bộ dụng cụ ra vào móng xúc bắp xe máy nha anh em nha. Đây anh em nhìn cái bộ đây, anh em là bộ hai cây đây, mình mở ra cho anh em xem nha. Số điện thoại Zalo là 0917 nha anh em. Anh em nào xem video thì nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông để theo dõi mình giới thiệu những sản phẩm mới. Mình sẽ review thêm những sản phẩm mới sau này. Nếu anh em nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông nha. Giá của bộ sản phẩm này là mình bán là 60.000 một bộ. Cảm ơn anh em nha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ mình thiết bị bên này xe nha anh em. Chào anh em nha.